Anh cái ác quỷ của mạnh nhất của dâu trắng, trái chấn động hô mô hô mô nó. Anh em thằng người Mông Cổ ăn cái gì mạnh thế? Quán ta bằng một khỏe quá. Ta đường đường là phù thủy tối thượng mà còn không chịu được cái chiêu ấy của nó, thì học viên như con là sao mà chống được. Thế mà thầy vẫn cho bọn con lên được. Nhưng mà rõ ràng mày là bạn tao. Từ khi mày nhận chức mày cứ nhảy lên đầu thôi, như kiểu mày là bố tao hả nào. Con cũng phải cảm cho thầy tí. Nhưng cái người thầy như thầy nó liêm chính, có trách nhiệm á. Đúng rồi. Ui, quả đào tiên này. Lại bay về ngôi đền ngày xưa à? Thì lại bay về chỗ cũ à? Mọi người, không biết bằng cách nào mà hai thằng người Mông Cổ nó đã bắn được mình bay về nơi này. Tài thật đấy. Bây giờ đằng nào chúng ta cũng bị bắn về chỗ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra gốc cây cổ thụ ngày xưa, triệu hồi người thầy đã từng trao cho tao sức mạnh phù thủy tứ thượng này, để xem có cách nào để tiêu diệt Mông Cổ để cứu đứa bạn gái không. Ý thôi, ok đó, go. Để tao. Tao nhớ là ngày xưa thầy có dạy cho tao một chiêu, đó chính là khi nào có nguy hiểm hãy triệu hồi thầy. Bây giờ là đến lúc dùng phép thuật win. Đây chính là chiếc đèn mà thầy đã ngự trong này. Bây giờ ta phải xoa cái đèn này để triệu hồi thầy thôi. Thầy ơi, dạ, thưa phù thủy tối thượng, trong truyền thuyết chúng con đã học đạo rất là chăm chỉ rồi, chúng con cứ tưởng là sẽ bảo vệ được thế giới, nhưng mà gặp phải anh em nhà người Mông Cổ nó mạnh quá. Con mấy thằng này đã dùng hết sức mạnh rồi mà không ăn được nó. Xin phù thủy tối thượng chỉ giáo cho con cách làm sao để cứu được con bạn bị bắt cóc ạ. Con là một người rất tốt, rất to cao, nhưng việc con bị đáng trách nhất đấy chính là con đã mải tập gym quá nhiều mà không luyện tập phép thuật. Cho nên khi anh em người Mông Cổ xuất hiện, con đã không thể đối phó lại được. Đấy, tao nói mày không cần tin chưa nào. Luyện tập thì không luyện tập, suốt ngày gym, tao nói cho mày biết nhé, anh em người Mông Cổ nó mới chỉ là cái loại quái vật mà ghẻ nhất ở trong những cái dòng đấy thôi. Con tưởng mạnh nhất rồi mà vẫn là ghẻ nhất à? Nó mạnh nhất. Nó mới chỉ là cái loại quái vật cơ bản thôi. Rồi. Mà mày không đối phó được rồi. Thì bọn nó bảo là giới thiệu anh em người Mông Cổ giới thiệu bọn nó là mạnh nhất trong ác quỷ bóng tối cả kiểu. Thế mà nó nói điều. Con nói một điều ấy nhỉ? Thế mà bọn nó bảo con mạnh nhất. Đúng. Tao nói mày biết đó. Con người á, người ta phải có cái ý thức. Sức mạnh càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn. Mày có tí sức mạnh mà mày suốt ngày tập gym, đấy phép thuật mày dạy cho bạn mày, mày không dạy. Mày đừng tưởng là mày làm gì tao không biết nhá. Tao chỉ ở đây tao tu luyện thôi. Thì thầy chỉ hộ con cách làm sao để đối phó với bọn anh em người Mông Cổ nó bắt bạn con rồi. Với sức mạnh hiện tại của con không thể địch lại anh em người Mông Cổ đâu. Đừng nói phép. Bây giờ ta sẽ ban cho con một thứ vũ khí trong truyền thuyết, nhưng con phải dùng hết tâm trí của mình và trách nhiệm của một người phù thủy thì con mới có thể đón nhận được sức mạnh của cây gậy này. Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh tâm linh của mình để triệu hồi thứ vũ khí của phù thủy ban tặng lại cho con. Nào, bây giờ con hãy triển đây nào. Phép thuật Will. Tao mày ơi, cái gậy này là cái gì mà nó thật hiện
khỏe quá. Tao tê hết rồi. Tao thì tê quá. Đây chính là quyền trượng thiên thần trong truyền thuyết. Bây giờ với cây quyền trượng này, con có thể triệu hồi toàn bộ sức mạnh của phù thủy để chống lại bọn anh em người Mông Cổ. Bây giờ sức mạnh của ta cũng đã cạn kiệt. Ta đi đây. Thầy biến mất rồi. Tao cảm nhận được có nguồn năng lượng phối hợp chảy trong người tao. Đây chính là quyền trượng của phù thủy tối thượng trong truyền thuyết. Với sức mạnh này, anh em người Mông Cổ không còn là đối thủ của tao nữa. Thế mày có biết dùng không? Ta là truyền nhân của phù thủy tối thượng. Tất cả những bảo bối của phù thủy ta đều biết cách sử dụng. Bây giờ chúng ta phải nhanh lên đường để cứu bạn thôi. Cây gậy này đã báo cho tao vị trí của anh em người Mông Cổ. Bây giờ chúng ta phải lập tức phải lên đường thôi. Hãy xem đây. Phép thuật Wind. Vào đây. Đi về. Vào đây. Quỳ xuống. Mày có tin tao đâm mình nhìn nhát rồi. Mày tin tao đâm mày một phát thì mày chết luôn phải không? Con này, bây giờ tao phải tra tấn mày để moi thông tin của mày về cái lũ phù thủy. Ai là người ban sức mạnh phù thủy cho chúng mày? Ai là người ban cho sức mạnh phù thủy cho chúng mày? Tao không biết. Có phải là thằng cha già nhìn mặt như thanh niên ở gốc cây cổ thụ không? Tao không biết. Mày có nói không? Hai mày phải tao cả. Mày đứng lại. Mày có nói không? Mày đứng lại. Ai giờ mày đừng tưởng mày là con gái, tao không đánh mày nhá. Con rời cũng thế thôi. Mày khóc cái gì? Mày có tin tao dùng cái găng tay đấm một phát lệch mồm mày không? Không tin. Ai con này mày thất tảo à? Găng tay bóng tối. Mày tha không? Anh ơi. Nó sao đấy, có bay cái thịt trời rồi. Mày thông cảm cho anh gái. Cái con này nó né được rồi. Tao không tin. Con này đứng im đấy, tao đấm cho mày phát nữa này. Ôi anh biết là anh nói một câu chứ anh đấm một tiếng cả hai mắt em rồi. Mày thông cảm cho anh gái. Sáng nay anh chưa ăn sáng. Anh chưa ăn sáng thì anh cũng phải nhìn nữa. Thôi, không phải nói nhiều nữa. Mày chất củi lên, đốt cái này cho anh. Riêng con này không phải nói nhiều. Đứng vào đây cho tao. Con này đứng vào đây. Bây giờ, tao sẽ dùng thanh kiếm lửa này đốt mày để triệu hồi vị thần bóng tối. Ai không nóng quá. Nguy hiểm quá. Ui phép thuật quyết đập lửa đi. Ui thầy kia mày thằng siêu nhân à, mày dám dập lửa của tao à? Tao đang định giết chết con em mày xong đi tìm mày thì mày xuất hiện à? Hôm nay không giống hôm qua đâu. Tao không phải là anh của ngày hôm qua nữa, mà là tao của anh của ngày hôm kia. Và đừng vội vàng là anh của ngày hôm kia. Mục đích chính của lúc nãy là tao chỉ muốn nói cho mày biết tao đã khác xưa rồi. Bây giờ tao sẽ cho mày xem vũ khí tối thượng của phù thủy. Tao sẽ cho chúng mày biết chiêu thức mạnh nhất của phù thủy tối thượng ở thời điểm này hiện tại. Phép thuật Win. Anh này chuẩn bị đâu? Ui mày cái gì kìa? Chúng mày nhìn gì à? Gì kìa? Ui công an.
Ôi, công an nhỉ? Ôi, mấy thằng ngu, chuẩn. Ôi, chuẩn đâu rồi? Chuẩn đâu? Ôi, đường cùng rồi. Chết rồi. Nghe đứng lại. Còn chạy được nữa không? Để tao xem chúng mày chạy đi đâu. Thế là mày làm nào thầy? Đứng sợ. Có thầy đi rồi. Tao có quyền trường đại thiên thần để đừng có lo. Mày tin ở đâu cái gậy có ai gớm nhở? Đây chính là cái gậy phù thủy đối tượng ra truyền nhà tao. Bây giờ tao sẽ dùng phép thuật win của tao chiến đấu anh em mày. Mày học ở đâu cái thói huynh hoàng này? Có chiêu gì ra đi. Hôm trước ạ, tao sợ chúng mày thôi. Nhưng mà hôm nay ạ, tao đã được trao quyền trường đại thiên thần rồi. Bây giờ tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt. Chúng mày đúng là gọi nào? Phép thuật win. Nó làm gì vậy? Mày đừng có bốc phép đi. Cái việc triệu hồi phép thuật là việc của phù thủy chúng tao. Anh em Mông Cổ chúng mày đòi triệu hồi lửa. Ra tăng thêm lượng đó. Mình kiếm đồ chơi này ra là kiếm lửa. Phép. Thầy. Hả? Mình muốn đâu ạ? Mày nói anh mới nhớ. Phép đâu có nhở nhau luôn. Nhau luôn đứa khoai đấy. Nhau đứa khoai mà không mời toàn này. Ui lửa. Em có chịu cuối. Tìm em. Lửa đi lửa. Lửa này. Lửa này. Lửa này. Lửa này. Dập lửa rồi. Dập lửa rồi đấy ơi. Chúng mày đã biết sự đời hành của anh em tao chưa? Ây ôi. Mày dập được lửa thì cũng dập khoai của tao rồi. Ây ôi mệt quá. Thằng phù thủy chưa? Bây giờ tao cho em trai tao xử lý này. Thằng chó Mông Cổ đấy nhá. Mày dám đốt khoai của tao à? Mày cầm cho tao cái gậy. Ok. Thằng này nó vẫn quen thi đấu trở thành cái chiến đấu. Trời ơi, vàng gặp chính là cua. Mày định làm tao gì? Bây giờ ta sẽ cho bọn mày biết một chiêu thức tao mới học từ cây quyền triệu đại linh hồn. Cái vội ạ. Trái ác quỷ của mạnh nhất của dâu trắng. Trái chấn động. Hô mô nó. Bây giờ tao sẽ cho mày đòn mạnh nhất của trái chấn động của trái ác quỷ dâu trắng. Hô mô nó. Bé toạc trời đất. Ui, nó làm gì đây? Ui, chúng mày sắp sụp rồi. Anh ơi, đi thôi. Không bỏ đây, đi thôi. Đây ơi. Hôm nào thì dạy em cái chiêu gì mà gu mu cái gì mà đấm toạc kì nhá. Đấy nhá. Dạy em cái mà đấm vỡ không khí đấy. À, đấy là trái ác quỷ dâu trắng. Khi mà thầy đã có cái chiếc quyển trượng linh hồn ấy, thầy có thể triệu tập được tất cả các sức mạnh của trái ác quỷ trong One Piece. Trái nào mạnh là trời triệu tập. Nên là các em không phải no. Bây giờ chúng ta về thôi. Không thôi, trước khi về thì thầy dạy cho các em phép thuật ghiu luôn. Mày cầm đấy. Mày ghi ở phép thuật ghiu di chuyển.
Phép tính wheel di chuyển.